Vâng, thưa các bạn, trước mắt các bạn đang nhìn thấy đây chính là ngã tư Trại Lính, và phía cái tòa nhà trước mặt các bạn chính là SHP đây. Và hôm nay thì kênh Trên Hải Phòng sẽ làm một cái video rất là đặc biệt hơn so với những cái video lần trước. Đó chính là việc mà chúng tôi sẽ review cho các bạn cái con phố Cầu Đất, và chúng tôi sẽ đi bộ chứ không phải đi xe nữa, để cho các bạn có thể ngắm được toàn cảnh cái con phố đi bộ này một cách chân thật nhất nhé các bạn nhé. Thưa các bạn, thì phố Cầu Đất thì bắt đầu từ ngã tư Trại Lính tới ngã tư giao nhau với đường Trần Phú, chỗ Đài Phun Nước và quảng trường trung tâm ấy. Tuy dài chỉ có 600m thôi, nhưng đây là cái tuyến phố cực kỳ quan trọng và sầm uất bậc nhất của thành phố Hải Phòng. Phố Cầu Đất này thì đã được đổi chiều khá là nhiều lần rồi. Và như các bạn đã nhìn thấy, đây là con phố một chiều đi từ phía ngã tư Trại Lính lên nhà hát lớn. Thì con phố này trước thuộc đất Gia Viên và An Biên cũ, trước giải phóng thì thuộc khu ga. Lúc mới mở phố thì đặt tên là Pont du Ma. Tuy nhiên thì ngay từ lúc đó nhân dân ta đã gọi tên là Cầu Đất. Đến năm 1946 thì phố mang tên là Đại lộ Hồ Chí Minh. Và đến năm 1954 thì phố đổi tên thành Trần Hưng Đạo. Và đến năm 1963 thì gọi tên là Cầu Đất như bây giờ. Đây là quán bánh đa cua rất là nổi tiếng ở trên đường Cầu Đất. Quán bánh đa cua Bà Cụ. Sở dĩ quán này nổi tiếng bởi vì tất cả những khách du lịch đến với thành phố Hải Phòng thì đều ăn bánh đa cua tại đây. Tuy nhiên thì người dân chính gốc Hải Phòng thì gần như tôi thấy tuyệt nhiên là chả bao giờ ai vào đây ăn cả. Ngày nay thì phố Cầu Đất vẫn là một con phố sầm uất bậc nhất của Hải Phòng. Và mỗi dịp cận Tết Trung Thu như hiện nay ấy, thì khu phố này càng ngày càng đông vui tấp nập, vì có rất nhiều những cái cửa hàng bán bánh Trung Thu lớn có tiếng đều tọa lạc ở cái khu phố này. Chúng ta có thể kể đến là hiệu bánh Bình Minh, Thanh Lịch, Như Ý, Cát Tường. Và đáng chú ý nhất vẫn là hiệu bánh Đông Phương. Hiệu bánh Đông Phương không chỉ nổi tiếng ở trong Hải Phòng mà còn nhiều nơi khác biết đến. Vào những cái dịp lễ Tết thường được dùng làm quà biếu và rất được ưa chuộng. Và nếu mà các bạn thấy là mọi năm thì nếu không có dịch Covid thì những ngày cận Trung Thu như đợt này thì phố Cầu Đất luôn luôn là trong tình trạng tắc đường. Đặc biệt là một số các hiệu bánh lớn như là Đông Phương thì người ta chen lấn xô đẩy nhau để mua bánh đi biếu tặng và mua về ăn. Thưa các bạn, đi tới gần đoạn có tuyến đường sắt thì chúng ta sẽ có thể thấy được một cái công trình mới được khôi phục lại, đó chính là cầu vượt đường sắt cho người đi bộ. Công trình này thì có tổng chi phí khoảng 2,2 tỷ đồng và thi công trong 50 ngày và bây giờ đã hoàn thành rồi. Ở dưới chân cầu thì có một cái quán bán gà tần khá là ngon vào buổi chiều. Nếu các bạn mà ăn một cái bát gà tần nóng hổi thì chắc chắn là rất là phê ở đây các bạn ạ. Ở trên cầu thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh người dân tham gia giao thông. Đây là một nơi khá lý tưởng để ngắm phố phường, xe cộ đi lại và sống ảo với rất nhiều góc chụp ảnh đẹp. Một lưu ý nhỏ là trên cầu được ốp đá lên rất là trơn nên các bạn cần chú ý nhé. Không biết là các bạn có ý biết là tại sao con phố này được có tên là Cầu Đất không ạ? Và con phố này là Cầu Đất thì nó có cái cầu nào ở phố này không? Thì thưa các bạn, là chúng ta phải quay lại ngược dòng lịch sử. Trước đây thì giữa hai làng An Biên và Gia Viên thì có một cái con lạch nhỏ gọi là lạch Liêm Khê, vốn là cái nhánh phụ của sông Tam Bạc đổ vào sông Cấm. Chính cái con lạch này nó là tiền thân của kênh đào Bô Nan được đào vào năm 1885. Bắc qua lạch này thì ngay ở trên cái khu quán hoa hiện nay ấy, thì có một cái cây cầu nhỏ bằng tre và trên mặt thì đắp đất nên thường được gọi là Cầu Đất. Và tên phố này có tên từ ngày đó các bạn ạ, và được gọi tên là Cầu Đất. Tên phố thì sau đó thì đã được thực dân Pháp thay thế cái cầu đất này bằng cầu sắt gọi là cầu Du Me. Và năm 1992 thì khi lấp sông Bô Nan, cầu sắt bị dỡ bỏ. Mặc dù thời gian trôi đi và thay đổi rất là nhiều, và hai cái làng An Biên và Gia Viên ngày nay thì bị cuốn vào cái dòng xoáy của đô thị hóa, nhưng cái tên Cầu Đất thì không mất đi, nó vẫn tồn tại song song với tên chính thức. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy một vài em bé cũng lên đây cái cầu này chơi. Thì đứng trên cầu này thì cũng khá là tuyệt vời để ngắm, đặc biệt là khi mà có tuyến xe lửa chạy về ga thì cũng khá là thú vị các bạn ạ. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đi xuống cái cầu này và đi tiếp ở trên cái con phố này để ngắm nhìn cái con phố sầm uất và nối thẳng lên trung tâm thành phố nhé. Thưa các bạn, thì cái thời Pháp thuộc ấy, thì đây là cái con phố mà buôn bán nghề thủ công chủ yếu là của người Việt.
như là giày da, bật bông, bánh kẹo, tiệm ăn, tạp hóa và chụp ảnh. Nói đến Cầu Đất thì chắc hẳn các bạn không khỏi nhớ đến nhà sách Mai Lĩnh. Nếu mà các bác, các cô chú mà lớn tuổi rồi thì đều biết là cái nhà sách Mai Lĩnh này vừa là hiệu sách vừa là nhà xuất bản. Đây cũng là một cái cơ sở cách mạng trong thời kỳ cách mạng dân chủ Việt Nam. Ngày nay thì ngoài những cửa hàng bánh kẹo lớn thì còn có rất nhiều những cửa hàng hàng hiệu, thời trang, hàng hiệu, và đặc biệt có rất nhiều những cửa hàng vàng bạc đá quý lớn, từ những cửa hàng tư nhân đến những công ty lớn như là Doji. Thì nói đến phố Cầu Đất thì người ta nhớ ngay đến là các cửa hàng vàng bạc. Nếu mà muốn mua vàng bạc nhẫn cưới thì thường là các bạn sẽ nghĩ ngay đến phố Cầu Đất. Muốn ăn bánh nướng, bánh trung thu, rồi bánh cưới hỏi thì cũng nhớ đến phố Cầu Đất các bạn ạ. Đi một đoạn nữa thì các bạn sẽ gặp đây là cái ngã tư giao với đường Lương Khánh Thiện và đường Hai Bà Trưng, hay là đường Cát Dài trong cái video clip trước mà chúng tôi đã giới thiệu đấy. Thì thưa các bạn, đây là cái ngã tư cũng đã được mới mở rộng rồi. Các bạn nhìn thấy cũng khá là rộng so với ngày xưa, rất là khang trang sạch đẹp rồi. Thưa các bạn, là ngay tại cái ngã tư này thì chúng ta có thể thấy được cái rạp Công Nhân. Thì đây là một cái rạp chiếu phim đầy kỷ niệm với người Hải Phòng từ trước đến giờ, trong những cái thập kỷ trước. Giờ thì rạp Công Nhân đã dừng hoạt động rồi, do không thể cạnh tranh được với các rạp chiếu phim mới ở các trung tâm thương mại như là Parkson, rồi là Nguyễn Kim, rồi là Vincom các bạn ạ. Đấy thì nó cũng sẽ trở thành một trong những cái hoài niệm của người dân thành phố Hải Phòng. Đến đoạn này thì các bạn có nhìn thấy một số những cái tiệm vàng bạc đá quý. Khu vực này thì hai bên đường chủ yếu là các cái tiệm bán vàng bạc đá quý và kim cương rất là nổi tiếng của Hải Phòng. Đó. Ở đây thì có vàng Quang Hạnh này, rồi rất nhiều các cái thương hiệu vàng bạc khác như là Mạnh Hùng này. Rồi đặc biệt là có một cửa hàng vàng của Doji, một trong những công ty vàng bạc lớn nhất Việt Nam ở đây. Chỗ này thì các bạn có thể thấy, nhìn thấy phường Công an phường Cầu Đất đây rồi, đối diện bên đường. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là cửa hàng vàng bạc Doji, trung tâm vàng bạc đá quý Doji rất là nổi tiếng của Việt Nam rồi. Trước đây thì ở chỗ này thì chỉ có những cửa hàng vàng của các cái nhà tư nhân thôi, nhưng bây giờ thì có thêm cả Doji nữa. Đi đây một chút thì chúng ta nhìn thấy cửa vàng, hàng vàng Hoàng Phương cũng khá là nổi tiếng của Hải Phòng rồi. Đối diện bên kia thì các bạn có thể nhìn thấy cửa hàng Oma Chi Long cũng khá là nổi tiếng từ trước đến giờ rồi, nhưng mà càng ngày càng mai một. Còn đây là tiệm vàng Thành Liên, cũng rất là hoành tráng, cực kỳ hoành tráng luôn. Đối diện bên này là cửa hàng vàng PNG. Đấy, các bạn thấy là phố Cầu Đất là phố mà buôn vàng rồi, từ công ty tư nhân cho đến các cái thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam. Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ được thấy cái ngã tư cắt bởi đường Trần Nhật Duật và đường Lê Chân, thông sang đường Mê Linh.
Từ đường Trần Nhật Duật này thì thông sang đường Nguyễn Khuyến và khu vực chợ Ga, một cái khu vực chợ nổi tiếng của Hải Phòng, có bán rất nhiều những cái mặt hàng với các cái tín đồ ẩm thực. Đây cũng là một cái địa chỉ hay được mọi người lui tới bởi có khu ăn vặt cực kỳ. Đi tiếp một chút thì chúng ta sẽ gặp ngã tư giao với đường Trần Phú. Thì đây là điểm cuối của đường Cầu Đất. Từ đây thì cái nối đi sang đường Hoàng Văn Thụ sẽ được đi thẳng ra cầu Hoàng Văn Thụ, nối với khu đô thị Bắc Sông Cấm đang được thành phố tập trung phát triển rất là mạnh. Thưa các bạn, đến đây thì kênh Trinh Hải Phòng xin tạm dừng cái video giới thiệu cho các bạn về con phố Cầu Đất, một trong con phố có thể nói là sầm uất, trục chính của nội thành thành phố Hải Phòng. Rất mong các bạn yêu quý kênh Trinh Hải Phòng thì hãy ấn subscribe đăng ký kênh Trinh Hải Phòng nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Xin chào.